Xin chào các bé đến kênh của Tính Thông Cơ nha. Hôm nay em về rất là nhiều cái loại máy cắt cỏ cho các bác luôn. Giá của em nó là chỉ là dưới 1,5 triệu thôi nha các bác, là các bác sẽ sở hữu một cái máy cắt cỏ như thế này nè các bác. Các bác mình mua về mình phát cỏ vườn hay cỏ bời rất là ok luôn nha. Máy của em nó là 2 thì luôn nha các bác. Em mới về hết mà các bác nhìn nó đẹp vậy rồi đó. Nếu mà các bác mình chốt thì em sẽ dọn lại sạch sẽ hơn nữa cho các bác luôn nha. Bên em này là có nhiều dòng lắm nha các bác, như là Maru rồi nè, Robin rồi Mitsu thì em cũng có luôn nha. Rất là xịn luôn nha các bác. Bây giờ em sẽ đi cặn kẽ từng cái con máy để cho các bác xem mình xem nha. Như là bên đây em có cái con máy của Mitsu BCT100 này nha các bác. Nòng của em là 30 ly luôn nha. Nếu như mà các bác mình chốt thì em sẽ gắn tay lái rồi đầy đủ cho các bác luôn. Giá của em là 1,190,000 của em thôi nha các bác. Rất là xịn luôn nha các bác. Mình mua về mình phát cỏ vườn hay cỏ bờ thì rất là ok luôn nha. Em mới là 2 thì luôn nha các bác, màu đỏ nè, rất là đẹp luôn nè. Các bác mình không cần cọc trước nha, mình nhận hàng kiểm tra test nổ máy ok rồi mới thanh toán tiền cho shipper nha các bác. Bên em tặng kèm cho các bác nè, rất là nhiều loại phụ tùng luôn nha đó. Các bác mình mua máy bên em thì bên em là có chế độ bảo hành đầy đủ cho các bác luôn, nên là các bác yên tâm nha. Bên đây đây bên đây là em có là cái con máy cắt cỏ của Robin nè các bác. Nòng của em nó cũng khoảng tầm 30 ly thôi nha các bác đó, màu đỏ luôn, rất là đẹp nha các bác. Các bác mình mua về mình phát cỏ vườn hay cỏ bờ vậy thì mấy cái em này nhỏ gọn tiện lợi cho các bác luôn. Máy của em là 2 thì luôn nha đó. Bên em thì các bác mua máy các bác không cần phải cọc trước đâu nha, các bác nhận hàng kiểm tra test nổ máy ok rồi mới thanh toán tiền cho shipper nha các bác. Bên em là tặng kèm rất là nhiều phụ tùng cho các bác luôn đó nha. Ba máy bên em là có chế độ bảo hành đầy đủ cho các bác luôn, nên là các bác yên tâm nha. Ở bên đây là em có cái con này là cái con Maru nha các bác, màu xanh luôn nè các bác, rất là đẹp luôn đó. Bên đây là Maru màu hồng luôn nè. À, 1,450,000 là 450,000 thôi nha các bác. Rất là xịn luôn nha các bác. Mấy cái em này rất là nhỏ gọn tiện lợi luôn. Em nó có cái tay lái cong luôn nè, để mình các bác mình cắt mấy cái vườn đó các bác. Mình khum lên khum xuống nó sẽ không có bị vướng nha. Tay lái bóp hệ luôn cho các bác, rất là dễ sử dụng luôn nha. Đó, mấy cái em máy ở bên em mới là mới vừa về luôn cho nên là rất là ok luôn đó nha các bác. Cảm ơn các bác đã mình từ từ. Cảm ơn các bác đã xem hết clip của bên em nha. Bác nào mà cần cái máy nào thì liên hệ với bên em để chốt liền nha các bác. Em dọn đổi em gửi đi cho các bác trong ngày hôm nay luôn.